Xin chào tất cả các bạn thân mến, ngày hôm nay quay trở lại cùng với các em ở trong một ngày cuối tuần. Hà Nội rất nóng, chứ không phải là hơi nóng một tí nữa. Chị rất là muốn có thể chia sẻ với các bạn, review cho các bạn về bộ sổ tay văn học. Một trong những bộ tài liệu mà các bạn ấy đang hỏi chị rất là nhiều, mà chị thì không có đủ thời gian ở giai đoạn trước để có thể làm những cái video clip review cho các em. Ngày hôm nay chị muốn giới thiệu với các bạn đây ạ. Các em có thể nhìn thấy đây chính là bộ 5 cuốn thơ. Ở trong bộ sổ tay văn học này của chị thì bao gồm 8 cuốn cơ. Nhưng mà ngày hôm nay muốn review cho các bạn về 5 cuốn thơ này trước. Thì bằng một cái cách khá là đơn giản nhưng chị nghĩ là cũng rất là bổ ích đối với các bạn. Đấy là chị sẽ đọc cho các bạn nghe một cái phần dẫn nhỏ xíu ở trong cuốn sổ tay văn học này nhá. Đây là bài thơ Tây Tiến, là một trong những cái cuốn mà chị rất là thích. Nhưng mà một cái cuốn mà chị thường để ý nhiều hơn và để tâm nhiều hơn, có lẽ là bởi cuốn này thì rất là nổi bật so với những cái cuốn khác, đó chính là Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu. Bây giờ thì chị sẽ đọc cho các bạn một cái phần ngay đầu tiên khi mà các bạn mở cái bộ sổ tay văn học đó ra, thì chúng ta sẽ gặp những cái điều gì ở đây nhá. Đây chỉ là một cái phần dẫn rất là nhỏ thôi, còn phần kiến thức trọng tâm ở trong những cái cuốn sổ tay văn học của chúng mình vẫn là những cái dàn ý, vẫn là những cái phần diễn đạt hoàn chỉnh để các bạn có thể hiểu được hết về kiến thức nền mà chúng ta cần phải nắm được ở trong mỗi tác phẩm là gì, được không ạ? Thì bây giờ chị sẽ cùng với các bạn khám phá về bài thơ Vội Vàng ngày trước, và chị sẽ đọc cho các bạn một cái phần dẫn mà chúng ta có ở đây nha. Phần dẫn như thế này: Vội Vàng, từng có một thanh xuân nồng nàn đến thế. Ngày hôm qua hay là hôm nay, hoặc là mãi mãi sau này, tớ nhất định sẽ luôn mang trong trái tim của mình hình bóng của cậu. Tớ vẫn thường hay nhủ lòng rằng phải cảm ơn cậu thật nhiều vì đã đến bên cạnh vuốt ve chiều mến và đối xử với tớ thật tốt, dạy cho tớ biết bao nhiêu là những bài học thú vị ở trong cuộc đời mà thỉnh thoảng tớ cũng giận cậu nhiều lắm đấy nhé. Ai bảo chẳng thương người ta gì cả, thỉnh thoảng đánh người khác thật đau, làm người ta buồn hoài. Thế nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ tới việc mình sẽ bỏ mặc cậu cả. Thật đấy, chưa bao giờ. Vì nếu không có cậu, tớ không biết mình sẽ phải thế nào, tan nát trái tim ra sao. Bởi vậy mà bây giờ, khi từng ngày có cậu ở bên cạnh, tớ vẫn luôn cùng cậu băng qua bao đại dương, vượt qua ngàn con đường đấy thôi. Hôm nay mở mắt, lại gặp cậu rồi. Xin chào nhé, Thanh Xuân. Những nguồn yêu đời thiết tha và trìu mến thường khởi nguồn từ những khoảng thời gian trẻ trung và sung sức nhất này các em nhỉ. Chị cũng thế, yêu tuổi trẻ của mình một cách vô bờ. Thời nào cũng vậy, người trẻ luôn muốn được sống vĩnh viễn với tuổi trẻ của mình, dẫu rằng đó có là một cơn mưa rào đi chăng nữa thì vẫn muốn ướt mưa thêm một lần. Rồi thì ngày xưa như chị nói, như câu chuyện cổ tích ấy nhở, có một người nghệ sĩ cũng đã yêu đời cuồng nhiệt và đắm say đến độ si mê, rồi không phân vân, không tính toán, nhưng nhất định phải tìm ra được cách có thể vĩnh viễn hóa tình yêu và tuổi trẻ của mình, là Xuân Diệu, người được mệnh danh là ông hoàng của thơ tình Việt Nam. Bên cạnh mảng thơ tình viết hoài viết mãi như một trang dài bất tận, Xuân Diệu yêu đời thiết tha và say mê như vậy đấy. Bao luyến lưu đong đầy, bao khát vọng thanh xuân, bao nhiêu những hoài bão ấp ủ ngày hôm nay đây, Xuân Diệu gửi gắm đến chúng mình rằng phải sống hết mình với tuổi trẻ qua thi phẩm Vội Vàng. Bạn đọc ơi, khoan hãy vội nghĩ rằng tác phẩm này chỉ đem tới cho những người trẻ, chỉ dành cho những người trẻ tuổi, bởi chỉ cần bạn vẫn đang có một trái tim đong đầy yêu thương thì đây chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt diệu mà nhà thơ dành cho bạn đấy. Hãy nói lại như các chị vẫn thường nói với các em nhỉ, bài thơ này là bài thơ dành cho những người trẻ tuổi, nhưng đặc biệt là những người trẻ lòng. Các bạn thân mến, đây là một cái trang dẫn rất là ngắn mà chị viết để dẫn vào bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu. Ở trong cuốn này thì còn có về nhà thơ này, về những cái nhận định về nhà thơ này này, về những cái tác, về những cái nhận định này. Chúng ta có đây, ở đây những cái phần phân tích chính được phân ra thành bảng như thế này này. Và sau đó chúng ta có những gạch đầu dòng và những cái trang văn mà chúng ta sẽ đọc để tìm hiểu thêm về tác phẩm này. Bên cạnh đó còn có những cái định hướng về dạng đề và cả về những cái câu hỏi để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tác phẩm này nữa. Thì chị hy vọng đây có thể là một cái bộ tài liệu mà các bạn 2K2 sẽ lựa chọn để học văn tốt hơn các em nhé.